Hello các bạn, bây giờ chúng ta tới buổi tư vấn thứ 9. Buổi tư vấn này nói về chủ đề là cùng vợ đặt cọc mua một căn hộ chung cư. 2 tháng sau thì vợ chết, sau đó người chồng trả luôn cái phần tiền còn lại, thì hỏi đó là tài sản đó đó, tức là tài sản của căn hộ đó là tài sản chung hay là tài sản riêng. Hôm nay mình nói về cái chủ đề này. Rồi sau đó sẽ có những câu hỏi nhỏ về di chúc, rồi về thừa kế theo pháp luật, thừa kế theo di chúc, rồi một số là những câu hỏi của các bạn là gửi về để hỏi cái tiền đặt cọc á có an toàn hay không. Đặt cọc ra công chứng mua một căn hộ, mua một căn nhà, đặt cọc ra công chứng là có an toàn hay không, hay là khi mà đăng ký mua nhà rồi, trả tiền rồi, ra sổ rồi, dọn nhà vô ở rồi, có biên bản bàn giao rồi, hỏi là có an toàn hay không. Thì lần lượt chút xíu nữa đây thì mình sẽ giải quyết những cái vấn đề đó. Còn bây giờ mình sẽ đọc báo dạo quanh một chút xíu mấy cái tin tức đang hot ở trên mạng xã hội bây giờ. Thì đặc biệt là để trước khi vào chương trình chính đó, mình cũng đi xung quanh nói sơ sơ về những cái tình hình mạng xã hội. Đầu tiên là nói về Phương Lê, Hoa hậu Phương Lê. Thì ngày hôm kia, tức là ngày 28 tháng 8, thì Phương Lê đã bị Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phạt về 2 tội danh, về tội là hát chế lại quốc ca và dùng những cái từ ngữ không có phù hợp trên mạng xã hội. Rồi sau đó một ngày sau thì Phương Lê lại lên mạng xã hội tuyên bố xin trả lại dương niệm hoa hậu năm 2017. Riêng về cái hoa hậu đó, từ xưa giờ những cái quan niệm dương niệm hoa hậu đó là không có cụ nha, nhưng mà cũng có một số người nói về cụ. Thật sự ra mình không có cụ hoa hậu. Đó, tức là một khi đã đoạt dương niệm rồi thì cái hoa hậu đó là mãi mãi, một cái danh hiệu hoa hậu là suốt đời đó. Thì Phương Lê hôm hôm qua đã trả lại dương niệm rồi. Cũng mới đây Phương Lê đã có một cái hành động được coi cho là đẹp nha, tức là Phương Lê đã gửi 500 triệu để từ thiện tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 500 triệu nha. Rồi Phương Lê tặng 100 triệu cho báo Thanh Niên, với cái Thanh Niên đang làm cái chủ đề là vì những người nghèo, cho nên là Phương Lê cũng chuyển 100 triệu nữa. Rồi Phương Lê cũng chuyển trong ngày hôm qua luôn, Phương Lê chuyển 100 triệu tới một cái ngôi chùa để cúng dường. Như vậy là trong ngày hôm qua là Phương Lê đã từ thiện 700 triệu. Nói gì thì nói, dù là Phương Lê có những cái lời lẽ khó nghe, nói tục tiểu rồi nói chế là quốc ca, nhưng mà một khi đã biết sức tiền thì mình ghi nhận về cái vấn đề đó, cái nào ra cái đó nha. Khi đã nói được làm được thì mình cũng hoan nghênh, còn cái phần nào sai thì ra sai. Đó là về nói cái chuyện về Phương Lê. Còn cũng vấn đề rất là nóng nữa là nói về ông thầy tiến sĩ của mình. Ngày hôm qua thì báo Thanh Niên lại là tiếp tục là dí tiếp ông thầy tiến sĩ, với cái tiết đó là cương quyết cưỡng chế công trình chiếm rừng phòng hộ tại chùa Phật Quang. Thì cái bài viết này là được đăng tải vào lúc 4 giờ 5 phút chiều ngày 29 tháng 8 năm 2024. Bài viết thì có nội dung như sau, mình sẽ đọc lại cái bài viết này, rồi sau đó là hôm nay mới có 4 tiếng này thì báo Giác Ngộ, tức là báo của Giáo hội Phật giáo đó, có một cái bài đánh ngược lại báo Người Lao Động, chỉ ra báo Người Lao Động đã dùng những hình ảnh để minh họa nói về sai phép của chùa Phật Quang mà lại dùng những hình ảnh khác. Thì bây giờ trước tiên chúng ta hãy theo dõi về cái bài viết của trên báo Thanh Niên. Ngày 29 tháng 8, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thấm, tức là chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cho biết
địa phương này kiên quyết xử lý việc chùa Phật Quang chiếm đất rừng phòng hộ trên núi Dinh để làm nhiều công trình sai phép. Theo đó, chùa Phật Quang do ông Dương Tấn Việt, nay là thượng tọa, ông thầy đó nha, làm chủ trì, đã chiếm hơn 1.418 m² đất rừng phòng hộ để làm đường bê tông, nhà vệ sinh và nhà kho. Việc chùa Phật Quang chiếm đất rừng phòng hộ đã được cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 6 năm 2021. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định buộc khắc phục hậu quả, trong đó buộc chùa Phật Quang trả lại đất đã chiếm của ban quản lý rừng phòng hộ. Thưa quý vị, những thông tỉnh liên quan Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì đã hết thời hiệu xử phạt. Mặc dù thời hạn là 10 ngày thực hiện kiến nghị, nhưng sau đó chùa Phật Quang vẫn không chấp hành. Đến ngày 21 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tiếp tục ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, buộc chùa Phật Quang di dời kiến trúc, tài sản trên đất, để lại đất là ban quản lý rừng phòng hộ, thời gian thực hiện là 180 ngày. Sau đó, ông Dương Tấn Việt đã khiếu nại quyết định cưỡng chế ngày 21 tháng 3 năm 2024, tức là cách đây khoảng hơn 5 tháng, của Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ. Ông Việt yêu cầu hủy quyết định này và đề nghị được phép tồn tại các công trình xây dựng vi phạm là đường bê tông, gồm là 810 m², nhà vệ sinh là 308,25 m² và nhà kho là 300 m². Ông Nguyễn Văn Thấm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho biết các khiếu nại này của ông Dương Tấn Việt đã được Ủy ban Nhân dân thị xã giao cho cơ quan chức năng xem xét. Thời hạn Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho chùa Phật Quang 6 tháng để khắc phục hậu quả. Trong thời gian này, các ban ngành địa phương cũng đã mời trụ trì chùa Phật Quang đến làm việc, vận động tháo dỡ công trình vi phạm, trả đất rừng cho nhà nước. Nếu ông Dương Tấn Việt không chấp hành thì thị xã sẽ cương quyết cưỡng chế, ông Nguyễn Văn Thấm nhấn mạnh. Đó là cái bài viết của báo Thanh Niên, là dí tới cùng nha, là cương quyết là cưỡng chế công trình đất rừng phòng hộ tại chùa Phật Quang. Đó là bài viết của báo Thanh Niên. Còn trước đó nữa, ngày nữa là ngày 27 thì báo Lao Động cũng có một cái bài nói về là 36-35 công trình vi phạm, trong đó có một công trình là không vi phạm, nhưng mà một cái công trình là lại là xây cất gấp đôi, có diện tích được cấp phép là 228 m², nhưng mà lại xây dựng là 400 ngoài đó, 425,8 m², là tức gấp đôi, với lại là được cho phép, còn 35 công trình khác đều không có phép. Thì ngày hôm sau, tức là ngày 29, ngày hôm qua đó, ngày 29 tháng 8 năm 2024, thì trong cái chương trình là TV Media đó, trên báo Lao Động lại là đăng tải cũng bài viết đó, nhưng mà lấy hình ảnh minh họa nói về sai phép, sai phạm, 35 công trình sai phạm của chùa Phật Quang, nhưng lại là lấy hình ảnh khác, những cái nơi khác để vô. Thì hôm nay báo Giác Ngộ Online, tức là khoảng cách đây 4 giờ đó, có lên một cái bài báo nói thẳng về báo Lao Động, có cái tựa đề là báo Lao Động phản ánh chùa Phật Quang nhưng lấy hình Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh để minh họa. Tức là có một cái động thái để đáp trả lại là báo Lao Động nha. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu coi trọn vẹn cái bài này là người này nói như thế nào, tác giả này nói như thế nào. Vừa qua, báo Lao Động đã xuất bản một video có tựa đề là Những cơ quan nào bị xướng tên khi để chùa của sư Thích Chân Quang xây dựng trái phép lấn rừng. Đã lấy hình ảnh cơ sở một học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh để minh họa cho phản ánh được cho là các vi phạm của chùa Phật Quang tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là có một cái động thái đáp trả. Đây, cụ thể như sau. Qua phản ánh của bạn đọc, được biết video trên YouTube, trên kênh YouTube Báo Lao Động và website Lao Động Media
xuất bản ngày 29 tháng 8 năm 2024 thuộc Báo Lao Động, cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, khi dùng hình ảnh minh họa cho phản ánh liên quan tới các công trình xây dựng trái phép tại chùa Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ, trong video đã sử dụng nhiều hình ảnh của chùa chiền không phù hợp với nội dung phản ánh, là báo Giác Ngộ đã chỉ ra. Chẳng hạn, tại giây 1:03, Báo Lao Động đã lấy cảnh Đại Tòng Lâm là một trong những trung tâm hành hương tôn giáo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng không hề liên quan tới chùa Phật Quang cũng như Sư Thích Chân Quang, để minh họa cho cái được gọi là Sư Thích Chân Quang xây dựng trái phép. Đấy là một cái ví dụ tại cái dây thứ 1, dây 1:03 thì có cái hình ảnh là lấy cái Báo Lao Động đã lấy cái cảnh là Đại Tòng Lâm đó, để làm minh họa cho cái sai phép của chùa Phật Quang. Rồi tiếp theo, nghiêm trọng hơn, tại dây 1:36, video của Báo Lao Động đã sử dụng cơ sở cấp đại học thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để minh họa cho nội dung được gọi là các hạng mục Sư Thích Chân Quang xây dựng trái phép. Rồi bắt đầu cái báo Giác Ngộ này chỉ ra hình ảnh Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh do cố trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện trưởng sáng lập, chủ trương, kiến thiết là trung tâm đào tạo tăng ni cấp đại học và sau đại học về Phật học, đã bị sử dụng để minh họa cho nội dung được cho là công trình xây dựng trái phép lấn rừng ở tận Bà Rịa Vũng Tàu. Trong video của Báo Lao Động không chỉ xuất hiện một lần mà lặp lại sau đó. Đó, tức là Báo Giác Ngộ đã lấy ví dụ đưa ra, rồi đây là cũng có hình ảnh, có lấy hình ảnh minh họa. Rồi không chỉ sử dụng hình ảnh Học viện Phật giáo Việt Nam tại phố Hồ Chí Minh để minh họa cho hành vi được cho là vi phạm pháp luật nghiêm trọng từ năm 2018 liên quan tới trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về rừng phòng hộ ở địa phương, Báo Lao Động còn sử dụng hình ảnh của nhiều chùa khác không phải chùa Phật Quang ở núi Dinh, tức là lấy hình ảnh của chùa khác thế cho là những sai phạm của chùa Phật Quang ở núi Dinh để minh họa cho video của mình. Việc làm đó với một vấn đề được cho là vi phạm pháp luật nghiêm trọng là lấn chiếm đất rừng phòng hộ, lại đi lấy hình ảnh của các cơ sở giáo dục của các giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chùa chiền khác như Báo Lao Động đã làm trong video của mình, không rõ gì động cơ gì. Việc này khó chấp nhận đối với một cơ quan báo chí có ảnh hưởng như Lao Động. Phải chăng do Giáo hội Phật giáo Việt Nam ít phản biện trước các vấn đề trên nên người ta muốn làm gì thì làm, bất chấp sự xúc phạm tới tổ chức giáo dục như Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại các tự viện khác, gây nên hiểu lầm đáng tiếc cho người xem, tiếp cận thông tin nhiễu loạn dư luận về Phật giáo, đánh cháo hình ảnh như thế là việc không thể chấp nhận được. Nguyễn Văn Độ, một bạn đọc, bày tỏ bức xúc. Đó là một báo, trang báo của Báo Giác Ngộ nói. Rồi trong một cái đoạn trích phía dưới, Báo Giác Ngộ đã liên lạc với đại diện hội đồng đồng hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Giác Dũng, phó viện trưởng kiêm trợ lý viện trưởng, cho biết việc Báo Lao Động sử dụng hình ảnh của cơ sở giáo dục Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam để minh họa cho hành vi được cho là vi phạm pháp luật của một cơ sở khác ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là không thể chấp nhận được. Nói với Báo Giác Ngộ vào ngày 30 tháng 8 năm 2024, tức là nói với ngày hôm nay, Thượng tọa, tức là Thượng tọa Thích Giác Dũng, cho biết Học viện cũng đã nhận một số phản ánh bày tỏ sự bức xúc về việc làm trên của Báo Lao Động. Nếu là sơ suất thì cũng khó chấp nhận đối với một cơ quan báo chí lớn trước một hiện tượng liên quan đến pháp luật và quản lý nhà nước
Còn với sự cố thì đó được cho là ác ý bất chấp nguyên tắc đạo đức về nghề nghiệp. Rất mong lãnh đạo báo lao động có tiếng nói chính thức về việc này. Thượng tọa Thích Văn Dũng cho biết. Thì ngay ở phía dưới là có một bình luận có tên là Chí Phát. Mới là bình luận như thế này: tôi thiết nghĩ giáo hội cần phải xác minh lại những hình ảnh đó. Nếu đúng báo lao động đã gán ghép hình ảnh sai như vậy thì giáo hội cần phải có đơn khiếu nại hoặc là khởi kiện báo lao động, chứ không thể nói suông như vậy được, mặc cho các cá nhân tổ chức xúc phạm hình ảnh Phật giáo, từ đó làm mất niềm tin vào Phật giáo, gây ảnh hưởng rất lớn. Đó là mình đi sơ qua về các cái tình hình của tin tức ngày hôm nay. Đó, thì đầu tiên là mình cũng nói qua về là qua Hồ Phương Lê bị phạt, rồi sau đó là đòi trả dương niệm, rồi sau đó ngày hôm nay là đại đi từ thiện hết 700 triệu. Rồi tiếp tục là mình nói tới liên quan tới thầy Thích Trăng Quang, ông Dương Tấn Việt đó. Thì báo Thanh Niên ngày hôm qua cũng đã nói thẳng luôn là không có thể nào là để nhân nhượng cái sai phạm là 35 công trình được. 35 cái hạng mục đó là phải xử lý. Thì hôm nay, chưa hôm nay, báo Giác Ngộ đã có một cái bài đáp trả lại báo Lao Động, cho rằng là báo Lao Động đã dùng những cái hình ảnh nó không phải là chùa Phật Quang ở Núi Dinh để minh họa những cái hạng mục sai phạm đó, mà dùng những cái chùa khác đặc biệt nghiêm trọng hơn, là báo Lao Động lại dùng những hình ảnh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để minh họa cho những sai phạm của chùa Phật Quang. Đó là báo Giác Ngộ đã đáp trả nha. Còn bây giờ mình đi vô cái nội dung chính của tư vấn pháp luật số 9 ngày hôm nay, về cái chủ đề là vợ cùng vợ đặt cọc mua một căn hộ tại chung cư, 2 tháng sau vợ chết thì tài sản chung hay là riêng. Đó, thì cụ thể là cái đơn của ông Trần Minh Hoàng, 49 tuổi, ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, được hỏi là như sau. Cụ thể câu hỏi như thế này: ngày 24 tháng 4 năm 2019, tức là cách đây 5 năm, tôi ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án khu nhà ở tại quận 7 và đặt cọc 200 triệu. Đến ngày 9 tháng 6 năm 2019 thì vợ tôi chết. Tức là ý ông này nói đó, ông Hoàng nói là ông cùng vợ đi đặt cọc một căn hộ ở quận 7 với số tiền đặt cọc là 200 triệu đồng. Thì đến ngày 9 tháng 6, tức là khoảng 2 tháng sau, thì vợ của ông Hoàng chết. Rồi thế là tôi tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán căn hộ. Đến ngày 3 tháng 1 năm 2023, chủ đầu tư thực hiện thủ tục ký biên bản bàn giao căn hộ như đã ký kết. Tức là gần 4 năm sau, ngày 3 tháng 1 năm 2023, thì chủ đầu tư đã hoàn tất các hạng mục, đã giao bàn giao công trình. Thì theo hợp đồng thì bên bán có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sử dụng căn hộ cho bên mua. Tuy nhiên, tôi được bên bán thông báo cần bổ sung các giấy tờ cần thiết liên quan đến quyền thừa kế tài sản là căn hộ thì mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ. Tức là ngày trước á, là 2 vợ chồng đi đặt cọc thì để tên 2 vợ chồng, nhưng mà bây giờ á, là con vợ của ông Hoàng chết rồi thì ông Hoàng cầm giấy tờ vô thì lại thiếu cái phần của con vợ, là vợ đã chết rồi. Thì bên chủ đầu tư là yêu cầu á, là phải cung cấp những giấy tờ cần thiết liên quan về quyền thừa kế thì tài sản thì ông Hoàng mới đứng tên một mình được. Thì ông Hoàng mới hỏi là vậy thời điểm phát sinh tài sản căn hộ của tôi được xác định là thời gian nào? Ông Hoàng hỏi là cái thời điểm phát sinh tài sản căn hộ, tức là ông Hoàng được làm chủ căn hộ đó, thì sẽ được xác định vào thời gian nào? Rồi ý thứ hai là tôi đứng tên một mình căn hộ được hay không? Tại vì vợ đã chết rồi, 2 vợ chồng đi mua, đi đứng tên mua căn hộ, đi đặt cọc, đứng tên chung, mà vợ thì 2 tháng sau thì vợ chết. Sau đó ông Hoàng lại là tiếp tục trả dứt nợ cái căn hộ đó.
Rồi sau đó là hoàn thiện xong thì chủ đầu tư giao căn hộ, nhưng mà khi đưa giấy tờ ra thì lại thiếu tên vợ, là vợ đã chết rồi. Thì như vậy mới hỏi, là ông Hoàng hỏi đó, là cái tài sản là phát sinh đó, làm sở hữu tài sản đó, ông Hoàng đó là phát sinh là tài sản căn hộ đó được phát sinh từ năm nào, thời gian nào, rồi bây giờ ông Hoàng muốn đứng tên một mình được hay không. Thì cái câu hỏi này luật sư tư vấn trả lời như sau. Đối với thời điểm phát sinh tài sản căn hộ được xác định, tức là vợ chồng anh Hoàng đã mua căn hộ dự án là nhà thương mại, tức là cái căn chung cư đó, là do đó là căn cứ tại khoản 3 điều 12 của luật nhà ở năm 2014 và khoản 5 điều 19 của luật luật kinh doanh bất động sản năm 2014, trường hợp mua bán nhà ở trong giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở với người mua, thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ở, hoặc là kể từ thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền nhà ở cho chủ đầu tư, là trừ trường hợp là có các thỏa thuận khác bằng văn bản, tức là ở theo luật nhà ở là 2014 và điều 19 của luật kinh doanh bất động sản 2014 nó có quy định, tức là khi căn nhà đã phát sinh thì ngay cái lúc đó, quyền chuyển giao quyền tài sản đó là khi bên mua trả tiền hết cho chủ đầu tư, hoặc là khi mà bên chủ đầu tư đó bàn giao căn nhà cùng với giấy tờ thì lúc đó là chuyển giao tài sản. Đó là cái thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở. Đó. Rồi ngoài ra căn cứ tại điều 238 Bộ luật dân sự 2015, thời điểm chuyển quyền sở hữu là thời điểm phát sinh quyền sở hữu của người được chuyển giao đối với tài sản được chuyển giao. Đó. Tức là theo luật dân sự 2015 cũng có nói là thời điểm chuyển quyền sở hữu là thời điểm phát sinh quyền sở hữu của người được chuyển giao đối với tài sản được chuyển giao. Như vậy, có thể hiểu rằng thời điểm phát sinh tài sản thuộc về anh Hoàng là thời điểm anh nhận bàn giao nhà và ký biên bản bàn giao nhà vào ngày là ở trên đây nói là ngày ngày 3 tháng 1 năm 2023. Rồi một ý nữa, anh Hoàng hỏi đó là nếu như anh đứng tên một mình căn hộ được hay không, tại vì vợ anh đã mất rồi. Thì cái câu hỏi này, cái phần này sẽ tư vấn như sau. Đối với vụ việc của anh Trần Minh Hoàng có thể xảy ra các trường hợp như sau. Tại vì cái này là câu hỏi nó chưa rõ ràng thì có thể là mình đoán ra nhiều cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là số tiền đặt cọc 200 triệu đó, khi mà vợ chồng anh Hoàng đi đặt cọc, nếu anh Hoàng chứng minh đó là tiền riêng của anh và cái số tiền còn lại cũng là tiền riêng của anh luôn, thì anh đứng tên là bình thường. Tức là trường hợp thứ nhất, nếu như cái tiền đặt cọc 200 triệu đó dù đi với vợ anh Hoàng nhưng mà tiền đó là tiền riêng của anh Hoàng, tiền cá nhân của anh Hoàng, rồi sau đó vợ 2 tháng sau anh vợ anh Hoàng chết, rồi anh Hoàng cũng lấy cái tiền riêng ra để góp trả cho cái căn hộ khi mà tới năm 2013 đã hoàn thiện, thì hiển nhiên anh Hoàng sẽ được đứng tên một mình, nhưng mà phải chứng minh. Chứng minh thứ nhất là cái tiền 200 triệu đầu tiên đặt cọc là tiền riêng, sau đó những cái tiền là góp hàng tháng đối với căn hộ đó cho tới tới khi hết tiền thì cũng là tiền riêng, thì lúc đó tài sản đó là tài sản riêng của anh Hoàng. Rồi còn cái trường hợp thứ hai là số tiền đặt cọc 200 triệu là tiền chung, mà tiền còn lại là được trả là sau khi vợ anh chết đó là tiền riêng của anh Hoàng. Đó, thì anh Hoàng sẽ có 1 phần 2 số tiền đặt cọc cùng với 1 phần trong 1 phần 2 số tiền còn lại, tức là 100 triệu đó của các đồng thừa kế hàng thứ nhất của vợ anh Hoàng, nếu vợ anh Hoàng chết không để lại di chúc. Còn nếu mà vợ anh Hoàng chết đó, là có di chúc, thì 1 phần 2 tiền đặt cọc tức là 100 triệu đó chia theo di chúc. Tức là trường hợp thứ hai là như thế này, là số tiền 200 triệu hai vợ chồng đi đặt cọc đó là tiền chung, mà cái tiền góp còn lại đó từ khi vợ anh chết anh góp cho tới năm 2023 tới hoàn thiện trả hết căn nhà là tiền riêng của anh, thì cái tiền 200 triệu đó đó sẽ được chia theo di chúc
hoặc là sẽ được chia theo thừa kế. Nếu mà chia theo di chúc thì 200 triệu đó, như vợ anh Hoàng có để lại di chúc đó thì để cho ai thì xử lý cho người đó. Còn nếu á, là không có di theo di chúc thì sẽ chia theo pháp luật. Nếu chia theo pháp luật á thì đương nhiên đầu tiên là 200 triệu đó anh Hoàng được 100 triệu trong đó, là tức là 50% trong đó, rồi anh Hoàng sẽ được một phần trong 100 triệu đó cùng với tất cả những đồng thừa kế của vợ anh Hoàng trong cái hàng thừa kế thứ nhất, tức là gồm là cha mẹ của anh Hoàng, cha mẹ của vợ anh Hoàng, con cái của vợ anh Hoàng đó, chồng lại có anh Hoàng rồi, thì đó là những người đồng thừa kế trong hàng thừa kế thứ nhất. Còn nếu như đồng thừa kế thứ nhất mà những người nào đồng thế không thứ nhất không có thì sẽ đôn cái hàng thứ hai lên, là đối với là số phần số tiền là 100 triệu, tức là 200 triệu tiền đặt cọc đó anh Hoàng đầu tiên anh Hoàng được thừa hưởng là 100 triệu tiền của anh Hoàng, còn nhận thêm một phần của 100 triệu còn lại, tức là một phần của 50% còn lại của vợ anh Hoàng, chia đều với một phần trong tất cả các đồng thừa kế của vợ anh Hoàng. Đó là trường hợp thứ hai. Rồi từng trường hợp thứ ba, số tiền đặt cọc là 200 triệu là tiền chung. Rồi cái tiền góp căn hộ cũng là tiền chung luôn. Thì cái tiền chung này dù là vợ anh Hoàng chết rồi nhưng mà cũng có thể là cái tiền chung này được lấy ra từ cái qua lại lợi tức của cái tài sản chung. Thí dụ như có những cái căn trước đó là vợ chồng anh Hoàng có mấy cái nhà kho, hay là có những cái căn hộ khác, hay là có những căn nhà khác, có những căn nhà mặt tiền đang cho thuê, thì hàng tháng đó anh Hoàng lấy cái tiền cho thuê trong cái tài sản chung đó đó để góp mua lại cái căn hộ là được đặt cọc 200 triệu đó, thì đương nhiên cái tài sản đó cũng là tài sản chung của vợ chồng. Thì như vậy cái trường hợp á, nếu mà bây giờ tiền đặt cọc đó là tài sản chung rồi cái phần mà góp cũng là chung luôn thì được xử lý ra sao? Thì như thế này, là căn cứ tại khoản 1 điều 33 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng như thông tin là được anh Hoàng cung cấp thì căn hộ trên là tài sản chung. Đấy. Tiền đặt cọc chung, tiền góp dù vợ chết rồi nhưng mà vẫn lấy trong cái qua lại lợi tức của những tài sản còn lại để góp thì đó là tài sản chung của vợ chồng. À, tức là anh Hoàng là cái tài sản chung này được phát sinh trong thời kỳ hôn nhân dù là vợ anh Hoàng đã chết. Như vậy khi người vợ chết, các đồng thừa kế khác là tức là cả người chồng luôn, là cả có cả anh Hoàng đó, cũng sẽ có quyền thừa kế đối với 1/2 tài sản của vợ với tài sản chung là căn hộ theo quy định của pháp luật. Do đó anh Hoàng cần chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan sau đây để chủ đầu tư thực hiện thủ tục chứng giấy chứng nhận, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ, các giấy tờ biên bản sơ y công chứng là gồm là căn cước công dân của anh Hoàng, giấy chứng nhận kết hôn của hai vợ chồng, rồi giấy chứng tử của người vợ. Đó là những giấy tờ cần thiết để mà làm được đứng tên. Ngoài ra trong trường hợp như trên đã xác định căn hộ là tài sản chung, không có thông tin là vợ anh Hoàng chết để lại di chúc hay không, không biết là có thông tin là có để lại di chúc hay không, thì cái trường hợp cần phải có thêm các giấy tờ như sau. Là trường hợp vợ anh Hoàng chết không để lại di chúc, vì đây là tài sản có thể do nhiều người thừa kế, do đó anh cần lập văn bản thỏa thuận với các đồng thừa kế còn lại về việc để anh là người đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận cả cái phần là của người vợ đã chết. Đấy. Như vậy là thỏa thuận này có đầy đủ người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của vợ anh, gồm cha mẹ vợ, cha vợ, mẹ vợ, con ruột, con nuôi chồng của người chết, là tức là anh Hoàng đó, là nếu một trong những người thuộc hàng thừa kế cũng đã chết trước hoặc là cùng thời điểm thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của họ cũng phải cùng ký tên thỏa thuận, tức là tất cả những người đó đều ký tên thỏa thuận cho anh Hoàng thì anh Hoàng mới là người đứng tên. Rồi trong văn bản thỏa thuận này các đồng thừa kế cũng có thể thỏa thuận cách chia tài sản của người chết để lại, hoặc là từ chối, hoặc là tặng cho phần tài sản đó lại cho người khác, tức là những người đồng tài sản nếu anh Hoàng đứng tên đó
anh hoàng á, là phải được những người kia tặng cho lại, hoặc anh hoàng tự mua lại thì anh hoàng mới được đứng tên cái căn nhà đó. Rồi để đảm bảo thỏa thuận này được thuận lợi, dùng để làm việc với chủ đầu tư hoặc là cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cần được công chứng hoặc là ủy ban nhân dân phường xã chứng thực, căn cứ tại các điều là 651, 652, 656, 56 Bộ luật dân sự 2015. Trường hợp có phát sinh tranh chấp giữa những người thừa kế, buộc anh hoàng là phải yêu cầu tòa án phân chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Nhưng mà anh hoàng là có được ưu tiên để nhận cái hiện vật, tức là anh hoàng được ưu tiên nhận cái nhà, được cái căn hộ đó, được ưu tiên nhận nhận cái căn hộ, và là phải thanh toán lại cho các đồng thừa kế khác những cái phần mà họ được hưởng đấy. Rồi trường hợp nếu mà vợ của anh hoàng để lại di chúc thì cái chuyện đó nãy mình đã nói rồi, nếu mà vợ của anh hoàng để lại di chúc thì 50% căn nhà đó là của anh hoàng, còn 50% còn lại thì cái phần di chúc đó vợ của anh hoàng sẽ cho ai đó, chứ không để di chúc hết toàn diện căn nhà được, tại vì phải hành được cái thứ nhất là phải có dù là di chúc, nhưng mà di chúc đó thì phải loại trừ ra trong cái hàng thừa kế thứ nhất là phải được hưởng, là không có được là mất quyền là một, rồi những con là chưa vị thành niên cũng là không được, hoặc là con hay là người trong hàng thừa kế thứ nhất đó bị tâm thần hoặc là bị mất khả năng dân sự thì đó là phải được chia theo pháp luật, chứ vợ của anh hoàng không được lấy cái phần mà được hưởng cái phần tài sản di sản của anh hoàng đó. Vợ anh hoàng đó là muốn cho bất kỳ ai thì cho được đấy. Như vậy thì tóm lại là về việc này á, là anh hoàng nè là cần phải thêm cái biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo di chúc hoặc là theo thỏa thuận có nội dung xác nhận anh được đại diện đứng tên hoặc là được toàn quyền hưởng di sản của người vợ đối với căn hộ. Trường hợp là không thể thống nhất lập được biên bản trên thì phải khởi kiện đến tòa án nhân dân có thẩm quyền để được phân chia di sản thừa kế cho đến khi có quyết định hoặc là bản án có hiệu lực pháp luật để được giải quyết vụ việc phân chia thừa kế. Thì như vậy thì anh Hoàng mới đứng tên được một mình. Thì tóm lại là theo cái trường hợp này thì vợ anh Hoàng chết không để lại di chúc, vì đây là tài sản có nhiều do nhiều người thừa kế, tức là nếu mà tài sản chung đó thì mới là có nhiều người thừa kế. Do đó là anh cần là lập văn bản thỏa thuận với các đồng thừa kế còn lại. Thì như vậy thì anh Hoàng mới đứng tên được một mình. Đó là cái câu hỏi mình vừa giải quyết xong cái câu hỏi là cùng vợ đặt cọc mua căn hộ chung cư. Thì 2 tháng sau vợ chết đó, thì thà hỏi tài sản đó là tài sản chung hay là tài sản riêng. Đó là vừa giải quyết xong. Thì bây giờ tiếp tục có mấy cái câu hỏi nhỏ nhỏ của có một số bạn gửi về nói về đất đai. Câu thứ nhất là đặt cọc có công chứng liệu có an toàn hay không? Đây cái câu hỏi này là rất là nhiều người quan tâm nha. Đấy, đặt cọc mà ra công chứng rồi có an toàn hay không? Là có ví dụ như thế này, chị B đặt cọc 500 triệu để mua một căn nhà ở Thủ Đức của chị A đang cầm ngân hàng, tức là cái căn nhà là đang cầm ngân hàng nha. Chị A rao bán với giá rẻ hơn giá thị trường, cho nên đó là chị B thích quá chị B mua, ham rẻ chị B mua. Chị B tin tưởng nên ra công chứng đặt cọc. Chị B cũng cẩn thận lắm, không phải là thấy rẻ mà đặt cọc liền. Thường thường á là mình thường là mình đặt cọc ở ngoài thôi, hiếm khi ra công chứng. Đó, nhưng mà bây giờ là chị B lại kỹ lưỡng luôn, dù là thấy rẻ nhưng mà vẫn ra công chứng đặt cọc. Công chứng được nhưng mà vẫn công chứng được dù là đang cầm ngân hàng nha, bởi vì ngân hàng là cho chị B được quyền giao dịch tài sản, đó là quyền giao dịch tài sản. Rồi trong phòng công chứng đặt cọc đương nhiên là các bên hẹn nhau thời gian cụ thể để công chứng sang tên và chị B thanh toán số tiền hết số tiền còn lại. Khi mà ra công chứng sang tên hẹn tới ngày mấy đó thì chị B sẽ thanh toán hết số tiền còn lại, nhưng là tới cái thời gian công chứng thì chị A nói là cuốn sổ vẫn nằm trong ngân hàng không có lấy ra được, chưa có lấy ra được để giao dịch, cho nên là hẹn giao dịch lại. Rồi hẹn một lần
Thí dụ như hẹn 1 tháng sau á, là chồng tiền đủ, đúng tháng sau chị B liên lạc với chị A nói bây giờ chưa lấy ra được, hẹn thêm tháng nữa, rồi hẹn thêm tháng nữa, rồi hẹn thêm tháng nữa, hẹn hoài. Lúc đó là chị B mới nghi ngờ. Rồi bắt đầu á, là chị B đi tìm hiểu thì mới phát hiện ra là cái bà A này đó, bả nhận cọc tùm lum, không phải là một mình của chị B mà nhận còn rất là nhiều người theo cái dạng giống vậy đó. Nhưng mà rõ ràng cái cọc á, ngân hàng ở bên công chứng không có chặn được đó, nhận cọc đó. Có một số nhận cọc trong công chứng thì nó còn chắc hơn chút xíu, còn những số là đặt cọc ở ngoài, giao cái căn nhà ở ngoài thấy rẻ quá nhào vô đặt cọc ngay, đặt cọc số tiền lớn nữa, sợ nhầm khi á, là bên kia đổi ý, cứ nghĩ là rẻ là bên kia đang kẹt lấy liền, thì giờ mình phải nhồi vô liền mà phải đặt cọc cho nhiều, mới có gì á, là bên kia đổi ý thì bên kia sẽ đợi gấp đôi, sẽ đền gấp đôi thì mình vẫn có lợi, giống như mình lướt sóng được, lướt dáng được đó. Là cái đó là cái tâm lý tham, tâm lý ham của những người vậy đó. Rồi những người này tất cả là sau đó những cái người mà bị cùng gạt giống vậy nè mới là kéo nhau đi tố cáo công an, thì công an nói đây là vụ việc dân sự nên mà có gì thì qua tòa mà kiện, chứ công an không giải quyết đó. Khi là kéo nhau qua tòa kiện rồi cũng mở phiên tòa đàng hoàng, rồi cũng mở hòa giải đàng hoàng, còn là hòa giải cũng theo thủ tục, rồi hòa giải là bên bị đơn không tới, rồi 2 lần 3 lần bắt đầu đưa ra xét xử, thì là xét xử bị đơn cũng không tới luôn. Bắt đầu là bên chị B, là bên những người mà khởi kiện này mới là điện thoại, thì còn chị A còn thách thức nói là các bà các ông là cứ cứ ông muốn xử đi ông cứ xử đi đấy. Rồi nếu xử xong tôi sẽ kháng cáo lên cấp phúc thẩm, rồi sau đó là đợi nữa, kéo dài nữa. Nói tôi đâu trốn đâu, điện thoại tôi bắt máy, tôi nghe máy nè. Đó là bởi vì cho nên mới nói, cho nên á, là nhà đất á, mà đang thế chấp ngân hàng á, là không có nên cọc kiết gì hết á, không có nên cọc. Đang thế chấp ngân hàng rồi không nên cọc, phải lúc đó chuẩn bị đủ tiền đi, đem ra ngân hàng tất toán liền, lấy cái sổ rồi đi xóa thế chấp, rồi đăng bộ chuyển nhượng ngay luôn, kêu ngân hàng đưa ra làm tại chỗ luôn, hoặc là trả tiền ngân hàng cầm cái sổ trong tay thì mới chắc đó. Chứ không đặt cọc rồi ra phòng công chứng rồi á, là chúng ta chỉ là làm hành động đó đó, đi đặt cọc là thật sự là với những cái người mà đàng hoàng thôi, những người mình được mình tin tưởng thôi, còn á, là kiểu mà những người mà muốn lừa rồi là có đặt cọc ra phòng công chứng cũng mất đó. Cho nên bây giờ là thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều, là vậy. Đối với là sổ đang cầm ngân hàng không nên đặt cọc, còn cái việc mà đi nhà ở ngoài là đặt cọc là cái chuyện cũng cực kỳ nguy hiểm luôn. Đặt cọc ngoài muốn có tiền cầm đủ mua luôn, nếu có duyên thì mua được thì mua, còn không thì mua căn khác, đừng có sợ mất, đừng có sợ rẻ. Thí dụ như mình không biết trước thì sao, tiền sao, chứ không có giành giật nhau mà đi đặt cọc. Đặt cọc cả đống vô, thí dụ đặt cọc cả tỷ 2 tỷ để mình nghĩ á, bây giờ nó đang kẹt quá là cho nên đó là mình đặt cọc như vậy, làm cho nó bỏ tiền ra, rồi nếu mà nó lúc đó có tiền lại nó đền gấp đôi, dù gì cũng nhận được cái phần gấp đôi đó, là mình im, nó thật sự không im, cực kỳ nguy hiểm luôn đó. Tức là không có đặt cọc là kiếm gì hết đối với là cái sổ cầm ngân hàng. Cầm đủ tiền ra bắt đầu là tính hết khoản vay trong ngân hàng, rồi xóa thế chấp luôn, rồi đi đăng bộ đi chuyển tên luôn, rồi bàn giao nhà, lấy vô nhà đã bàn trong nhà, ghi ra biên bản bàn trong nhà đàng hoàng thì lúc đó mới an toàn. Rồi cái câu thứ hỏi thứ hai, mua nhà ra công chứng sổ đỏ tên mình, nhận nhà xong rồi vô ở rồi hỏi là có an toàn không. Đó lại một cái câu chuyện này nữa, tức là mua nhà ra công chứng nè, đặt cọc vượt qua cái phần đặt cọc rồi, rồi á, là trả đủ tiền rồi, sang qua sổ mình luôn rồi, dọn vô nhà ở rồi, rồi ra luôn á, là cái bàn giao có biên bản bàn giao nhà luôn, nhận nhà đàng hoàng luôn đó. Như vậy là vẫn không an toàn. Đây cái câu chuyện này đây là có một ông A này, ông cầm là 15 tỷ ông mua căn nhà, rồi ông trồng đủ tiền, rồi ra công chứng, rồi sang tên đàng hoàng, rồi bắt đầu vô ở luôn,
Thì một ngày nọ là có cái đơn lôi ông A này á, là vô là người liên quan, vì cho rằng là cái căn nhà mua 15 tỷ này đó là tài sản liên quan đến việc tẩu tán. Bởi vì là trong lúc là ông A mua căn nhà đó đó thì không được loại trừ là bên kia có các bản án khác, tức là lúc mà ông đang mua đó là cái người bán này có đang kiện thưa với các bản án khác rồi đó, rồi hoặc là đang chuẩn bị xét xử tại tòa nên nó là chưa có ra quyết định thi hành án. Thì tại thời điểm đó đó là nếu mà đi kiểm tra ra công chứng đó thì cũng không thấy tranh chấp, cho dù ra tranh chấp sang tên luôn nhưng mà bản án chưa có thì chưa có cái quyết định ngăn chặn, cho nên là ngăn hạ công chứng cũng bó tay, công chứng không biết. Bây giờ ra cho dù nó là đang kiện thưa cái vụ về căn nhà đó đó, nhưng mà xui xui xẻo đó, mình mua ngay cái thời điểm đó nó đang kiện nhưng mà chưa có bản án, thì hoặc có bán rồi mà nó chưa có chuyển qua cái thi hành án rồi đó, là cái nhà nó vẫn sạch đó. Rồi khi kiểm tra là không thấy, khi mà lúc mà kiểm tra đó là ông A không không thấy, ông A nghĩ là mua căn nhà là ngon rồi, bắt đầu tiến hành là ra phòng công chứng rồi chồng tiền rồi sang tên, rồi bắt đầu á, là ít ngày sau khi vô ở đàng hoàng nè thì có bản án là hủy hợp đồng công chứng, rồi hủy luôn là giấy tờ nhà của ông A, sang tên rồi là hủy luôn giấy tờ nhà của ông A, vậy cho rằng á, là giao dịch này á, là giao dịch vô hiệu, giao dịch tẩu tán tài sản. À, là bên kia là tức là cái bên mà người ta kiện đó, là bên là cái người kiện là cái người bán cho ông A, là người liên quan nói rằng á, là ở bên kia nó chứng minh được á, là cái giao dịch này á, là không có ngay tình, vì ông A như vậy là cho nên ông A là hoàn toàn mất nhà. Nếu bên kia chứng minh được ông A biết được cái tài sản này là đang có tranh chấp đang này kia mà ông A nhào vô mua một cái giao dịch lừa dối vậy đó, nếu nó chứng minh được thì không phải là ngay tình thì ông A này coi như mất nhà đấy, là tức là cái trường hợp mà mua nhà vô ở có giấy tờ đàng hoàng luôn thì vẫn bị mất nhà là chuyện bình thường. Rồi đối với cái trường hợp này thì ông A phải làm sao? Nếu mà gặp trường hợp này là ông A thật sự là ông A ngay tình, thật sự là ông A mua cái căn nhà này không biết gì tranh chấp hết, không có tiếp tay tẩu tán tài sản cho cái người mà ông A mua đó, thì đối trường hợp này thì ông A là phải nên là tiến hành, ông A này là phải nên chứng minh á, phải nên chứng minh được á, là bên mua đã tiến hành á, là dặn nhà đã thanh toán đủ tiền rồi, không có quan hệ gì đối với bên bán là liên quan đến vụ án trước, rồi cái vụ án này đã được tòa xử là việc tẩu tán tài sản này là ông A không có liên quan tới người bán cho mình, tức là mua ngay tình rồi mua căn nhà hoàn toàn ngay tình là theo Bộ luật Dân sự 2015. Rồi là đề nghị ông Nga mới đề nghị là các bên đó là muốn gì khởi kiện nhau bằng vụ án khác, còn ở đây là tôi mua là ngay tình, ông Nga yêu cầu độc lập lại trong vụ án này, yêu cầu là phải giữ nguyên căn nhà cho tôi, giữ nguyên hợp đồng này tôi là không tiên vô hiệu bởi vì tôi mua ngay tình, đó là để bảo vệ cho mình. Còn nếu mà tòa tiên hủy giao dịch của ông Nga không bảo vệ được người thứ ba ngay tình vì người bán là nợ nần, người bán là nợ nần đầy rẫy, thì khi nào thí dụ như bây giờ á, là không bảo vệ được người thứ ba thì đương nhiên á, là cái người ông A bán đó là sẽ trả tiền lại cho ông A, mà ngay được á, là cái người bán này á, là chúa chỏm nữa, là nợ đầy rẫy nữa, thì bao giờ ông A mới lấy được tiền? Tại vì khi mà giao dịch vô hiệu thì sẽ trao lại cho nhau những gì đã nhận, cho nên á, là khi á, mà phát hiện được á, ông Nga là không phải là người ngay tình rồi thì ông Nga cũng không mất tiền, nhưng mà ông Nga sẽ được cái người là bán nó trả lại, nhưng mà thí dụ giờ nó không có tiền luôn thì lấy gì trả đó. Rồi đây là cái vụ án dân sự mà, thí dụ giờ là khi mà qua bên thi hành án nó che qua tài sản nó lên nó trả không trả cho mình, mà cái người kiện thì cũng không lấy được cái người trước nữa đó, người trước đó nói là tẩu tán tài sản đó là cũng không lấy được, là tất cả treo luôn, là coi như 15 tỷ của ông Nga là không lấy được luôn, rồi đòi thì đòi cũng không được đó. Vậy thì sao, là khi là mua nhà muốn an toàn đó, mua nhà là nên bỏ ít cái thời gian ra để xem xét về cái căn nhà, như là tới ủy ban nhân xã là hỏi căn nhà là có tranh chấp hay không, mua mình cầm mấy chục tỷ 10 tỷ tiền, mà tiền là máu mà, là phải bỏ ra thời gian một xíu, muốn cầm số tiền đi mua nhà thì bây giờ cũng phải
phải là không có tin tưởng hoàn toàn công chứng đâu, nó là phải tới ủy ban dân phường xã là hỏi căn nhà là có tranh chấp hay không, rồi kỹ hơn đó là tới cái chi cục thi hành án đó hỏi căn nhà này có thuộc đối tượng thi hành án hay không, rồi là hỏi xem là bản cái này nó cái căn nhà này là nó đang có dính dáng với cái bản án nào không, là tới cái tòa đó, tới tòa hỏi, thì tới tòa là cái tòa mà của cái bất động sản này đang đang tại đó đó. Ví dụ như giờ là đất ở Thủ Đức thì lên tòa Thủ Đức hỏi đó, rồi nếu mà cẩn thận nữa đó thì là xem cái tài sản này có tranh chấp là có liên quan tới vụ kiện này không, mà có đang bị ngăn chặn gì hay không đó. Là đặc biệt là sau khi mà sang tên ra công chứng nè thì nên là chồng tiền là có bằng chứng đàng hoàng đó, đó là một cái chứng minh đặc biệt khi ra công chứng chồng tiền đó. Ví dụ đưa tiền mặt là phải có chụp hình lại, còn nếu mà chuyển khoản thì lưu có chứng từ lại để sau này mình đưa ra mình nói là mua ngay tình, mình mua mình trả tiền đàng hoàng chứ không phải là giả bộ mua để tẩu tán tài sản đấy. Đó cũng là một cách. Rồi là khi mà vô nhận nhà là phải có cái biên bản bàn giao nhận nhà đàng hoàng chứ không phải dọn vô ở bắt chủ nhà có bàn giao bằng biên bản bàn giao để sau này mình đưa ra mà nói là tôi mua nhà đàng hoàng, rồi là căn cứ theo khoản 2 điều 133 Bộ luật dân sự 2015 quy định đó, là bảo vệ quyền của người thứ ba nghe tình trong cái giao dịch dân sự, thì cái này đã pháp luật khoản 2 điều 33 cũng đã quy định rồi, tức là trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba nghe tình và người này căn cứ vào việc đăng ký tài sản, đăng ký đó mà xác lập thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu, tức là nghe tình đó. Đó, nghĩa là ông A phải chứng minh được nè đi vô cộng công chứng là có công chứng đàng hoàng, rồi có chồng tiền đúng đàng hoàng, còn nếu mà tiền mặt thì có chụp hình lại, còn nếu mà chuyển khoản thì giữ có cái biên lai chuyển khoản đó, chuyển khoản lại cái đuôi lại, rồi đó, là phải có biên bản bàn giao nhà đàng hoàng thì mới chứng minh được đó, là cái giao dịch này là không bị vô hiệu, tức là mình mua ngay tình. Còn mấy ông mà muốn kiện thưa vậy đó, thì mấy ông cứ kiện với nhau không có lôi tôi vô, mấy ông giải quyết bằng vụ án khác, còn cái nhà là nhà của tôi mua rồi là của tôi không liên quan tới đấy. Còn một cái tuyệt chiêu nữa đó là muốn là mua căn nhà này mà muốn chắc cú nữa đó, khi mua xong căn nhà này là nên quăng vô ngân hàng dây mượn ít thôi, dây mượn ít cũng được, không cần con dây mượn ít, là bởi lẽ là khi mà dây ngân hàng đó thì theo cái bộ luật dân sự rồi bộ luật tố tụng dân sự rồi các là pháp luật liên quan khác đó, thì khi mà ngân hàng là nhận thế chấp á thì khi đó nó là trở thành giao dịch này á, là không bao giờ bị vô hiệu đó. Đây là cũng là cái cách để bảo vệ tài sản, tức là phải bỏ vô ngân hàng, thì từ khi bỏ vô ngân hàng đó tức là chắc chắn 100% giao dịch này không là vô hiệu, tại vì có ngân hàng đã xác nhận rồi là mình có dây ngân hàng này, mình mua thật mình đi dây lại đó. Đó chính là cái câu chuyện của mua nhà nè, công chứng ra công chứng đàng hoàng nè, trả đủ tiền nè, rồi á, làm trả đủ tiền ra công chứng có biên bản bằng vô nhà nhận nhà rồi luôn, nhưng mà vẫn á, là phải bị mất nhà bằng cái cách không phải mất tiền nhưng mà giờ dướng vô một cái vụ kiện lùm xùm bị lấy nhà lại, rồi giờ tới cái người mình bán đó người ta xài hết tiền rồi, hoặc là người ta đang mà thường á, là dân á, là nó nợ nần tùm lum, nó mới lừa gạt kiểu đó, nó mới kiểu đó, nó nợ tùm lum nó mới bị thưa kiện, thì như vậy là khi đưa cho nó là sạch sẽ rồi trắng tay rồi, lúc đó mình ngồi mình đợi thôi, mà cái này là giao dịch dân sự thì chỉ đi kiện nữa thôi chứ đâu có cách nào mà bắt bớ rồi tống giam nó để mà hù dọa nó lấy được tiền đó. Là những cái nguy hiểm hết sức, là mình nếu như đặt cọc thì không nên đặt cọc, theo mình không nên đặt cọc. Còn cái việc mà nhà thì nên mua xong nên quăng ngân hàng cái nhẹ cái thôi, thì để chứng minh được là mình mua thật sự là chắc cú, lỡ có chuyện gì đi nữa thì đó là giao dịch không bị vô hiệu đấy. Rồi còn cái câu hỏi này nữa mình kết thúc câu hỏi vui vui
là người ta thiếu nợ tôi có giấy tờ đàng hoàng, nếu tôi kiện thì người ta có đi tù hay không? Chắc chắn là không đi tù được rồi, dân sự mà. Đây, thứ nhất nè, người ta phải xác định là người ta có thiện chí thái trả hay không, tức là người ta có tiền để trả hay không. Mày nói đi kiện. Nếu là chứng minh được, nếu mà chứng minh được người ta là lừa dối thì mình tố cáo ra công an để đưa người ta đi tù, nó hù dọa thôi. Bây giờ tức là khó mà đưa qua hình sự lắm. Tức là phải chứng minh được là họ vay tiền của chúng ta mà lại sử dụng bằng cái mục đích khác. Nhưng mà ví dụ như giả bộ nói là vay tiền là để đáo hạn ngân hàng, nhưng lại vay tiền của mình rồi lại đi ăn chơi để tiêu xài cá nhân đó, thì mình mới chứng minh được, mình nói là lừa dối, tại vì vay tiền không đến mục đích. Rồi thứ hai đó là nếu người ta bỏ trốn á, hoặc mình chứng minh được á, là người ta có khả năng trả mà người ta trốn tránh, thì cũng có thể tố cáo để hù dọa người ta ra tù được, để người ta trả nhanh cho mình. Thì như vậy á, là muốn á, là cho ai đó vay thì hết sức phải cân nhắc đó, phải là có tài sản đảm bảo chặt chẽ an toàn thì hãy cho vay, còn không á, là tiền mất tật mang đưa cho người ta, là tức là đưa cái cán dao cho người ta rồi, thu hết là đừng cho dây nha. Nếu mà không có duyên thì cho dây nhưng cũng không có lời đâu, không ngon đâu nha các bạn. Thôi bữa nay nhiêu đây thôi, rồi chào mọi người, hẹn lại tư vấn pháp luật số 10.